Sáng 4 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Phiên tòa được mở ra do có kháng cáo của các bị cáo Đặng Anh Quân, là tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Huỳnh Công Tân, là trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam; Nguyễn Thị Mai Nhi, là trợ lý của bị cáo Nguyễn Phương Hằng; và Lê Thị Thu Hà, là nhân viên công ty cổ phần Đại Nam. Riêng bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, hiện bà này đang thi hành án tại một trại giam trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo bản án sơ thẩm, vào tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, ba đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cùng 1 năm 6 tháng tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Qua quá trình xét hỏi tại tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bác kháng cáo của các bị cáo Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân. Cụ thể, xét kháng cáo của Đặng Anh Quân, kiểm sát viên cho rằng tài liệu chứng cứ xác định bị cáo phạm tội theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự, đồng thời mức án tòa sơ thẩm tuyên bị cáo 2 năm 6 tháng, thấp hơn so với bị cáo Nguyễn Phương Hằng là phù hợp. Xét kháng cáo xin hưởng án treo của ba bị cáo Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà. Theo Viện Kiểm sát, vai trò giúp sức của ba bị cáo này hạn chế, là nhân viên của bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Cấp sơ thẩm tuyên 1 năm 6 tháng dưới khung hình phạt xét xử là phù hợp. Các bị cáo này không đủ điều kiện hưởng án treo theo quy định của pháp luật. Đối với yêu cầu xác định tư cách tố tụng là bị hại của bà Đinh Thị Lan và Đặng Thị Hàn Ni, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị bác yêu cầu do không đủ cơ sở, chỉ xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong vụ án này, bà Đinh Thị Lan yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường hơn 3 tỷ đồng, trong đó có 18 triệu đồng tiền bồi thường tổn thất tinh thần. Về thiệt hại vật chất, bà Đinh Thị Lan yêu cầu bồi thường để chi trả cho các khoản như thuê luật sư tham gia phiên tòa. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định không có cơ sở để xác định thiệt hại vật chất, chỉ đồng ý với yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần. Theo hồ sơ vụ án, từ cuối tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua 12 tài khoản mạng xã hội do bị cáo này quản lý livestream phát ngôn trực tiếp trên mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự của các cá nhân. Các bị cáo đã đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình với đời sống riêng tư trái quy định đối với 10 người gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vy Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni là nhà báo luật sư, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu, bà Trương Việt Hà. Chiều 4 tháng 4, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh luận. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa trong những bản tin sau.